Hôm nay tôi vừa lên máy bay thì nhìn thấy tập đoàn chúng ta được lên trang đầu của báo. Mọi người có quyết tâm làm cho tập đoàn chúng ta có thể tiến thêm bước nữa không? Con lúc nào cũng dõi theo ba, xem ba dùng những thủ đoạn như thế nào, xem ba đối xử làm sao với những người cùng làm ăn, với những người bạn, hút cạn máu họ cho sao. Con không muốn khiến người ta nhà tan cửa nát. Một người đàn ông sẽ lựa chọn một người như thế nào làm vợ của mình? Đương nhiên sẽ chọn người mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Ngoài ra thì tất cả đều dẹp qua một bên. Đây chính là thế giới của đàn ông, nó tàn khốc như vậy đó. Không qua nhà tôi chút, có chuyện được cẩn thận nha. Ôi trời ơi, bà chủ à, bà không nên làm phiền ông chủ đang làm việc đó. À, không sao đâu, không sao đâu. Chỉ cần bà ấy không chạy lung tung là được. Em có chuyện gì? Tại sao ngày nào anh cũng bận rộn như vậy? Anh phải kiếm tiền. Nếu như không có tiền thì chúng ta sẽ không có cuộc sống tốt. Anh kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì? Con trai con gái cũng đi hết rồi. Có tiền có thế thì cái gì cũng có thể tìm về được. Em ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn sáng đi. Ăn sáng xong thì về phòng ngủ ha. Anh có bệnh, phải cẩn thận. Anh không có bệnh. Mau dìu phu nhân vào phòng ngủ đi. Hôm nay anh tìm luật sư giùm em. Em muốn lập di chúc. Em đang tốt lành mà lập di chúc cái gì? Em muốn đưa tiền cho Kiều Tân Phàm. Em điên rồi sao? Em nói lung tung cái gì vậy? Em không có. Em không phải mượn nó, mà là em cho nó, gọi là phá sản giải nạn. Phá cái gì nạn? Em không cần phá, cứ giữ lại tiền đi. Chúng ta có thể du lịch thế giới. Kiều gia, là tại vì anh mà trở thành như vậy. Anh lừa Kiều Tân Phàm vào bẫy để nó mua miếng đất ở Hồng Kông, nên Kiều gia mới trở nên như ngày hôm nay. Giảng Dương cũng đi rồi. Lúc Giảng Dương đi có nói với em, kêu em chăm sóc Giảng Tình cho tốt. Nhưng bây giờ ngay cả nói em còn không thấy ở đâu. Nên em chỉ còn cách tốt với người đàn ông nó yêu. Nếu không em còn làm được gì nữa? Bà bị Kiều Tân Phàm bỏ bù mê rồi phải không? Không có. Sau này em đã biết nó không phải là Giảng Dương. Nhưng mà nó không phủ nhận nó ở cạnh em. Nó là đứa con tốt. Tôi mặc kệ nó có phải là con tốt hay không. Tôi nói bà nghe, Hạ gia ta không được cho Kiều gia bất cứ thứ gì. Cho dù Giảng Dương, Giảng Tình bọn nó không về nữa, tôi còn có thể cho Mạc Lăng Thiên. Không được cho hắn, hắn mới là kẻ xấu. Là hắn ép con gái tôi và con trai tôi bỏ đi. Ông không được cho hắn đâu. Tôi nói bà nghe, tiền của bà, tiền của bà tuyệt đối không được cho Kiều gia. Nếu bà cho hết Kiều gia thì những cố gắng trước đây của tôi, tất cả kế hoạch đều bị bà phá. Đến lúc đó không phải Kiều gia chết, mà là tôi chết. Tôi sẽ chết một cách rất khó coi. Chết rồi. Được rồi, được rồi, mau về bà ta vào phòng đi, nhanh lên. Tôi đang lo lắng một chuyện. Lo lắng cái gì? Nếu như ông và bà chủ đều xảy ra chuyện thì tôi nên thông báo cho ai? Tôi đang yên ổn, xảy ra cái gì? Thông báo Kiều Tân Phàm. Về phòng, về thông phòng báo Kiều Tân Phàm. Chúng ta về phòng. Về phòng đi ha. Thông báo Kiều Tân Phàm. Kiều, cái đầu của bà kêu gì mà kêu hoài vậy? Thưa chủ tịch, có một số quái đường cần chữ ký của ông. Dạ đây.
không phải đã ký hết rồi sao? Nhưng phía ngân hàng nói mấy nét chữ này không giống với trước đây cho lắm. Không ký. Hai chủ tịch à, bên phía ngân hàng bây giờ đã đóng băng tài khoản của công ty chúng ta rồi, nhưng nhân viên còn đang đợi tiền lương của tháng trước nữa. Cứ để đó trước đi. Hai chủ tịch à, công ty là chuyện nhỏ, sức khỏe mới là chuyện lớn. Hay là để cho thuận lợi, đi làm một con dấu. Như vậy sẽ tiện cho việc ký tên ngân hàng. Cậu đi nói với quản lý Lưu, nếu như hắn không nhận ra chữ ký của Hạ Chính Lãng, tôi sẽ mang hết tiền chuyển qua ngân hàng khác. Cậu xem hắn có nhận không. Còn đứng đó làm cái gì? À, dạ. Ta tổng. À, Cao tổng. Hạ tổng à, à nghe ngồi, tên ngồi. Tôi có căn dặn gì không? Ông đi xem chừng giùm tôi cái tên tiểu tử Mạc Lăng Thiên, xem rốt cuộc nó đang làm cái trò gì. À, Hạ tổng à, tôi biết rồi. Dạo này cậu ta đi chung với Bạch Thiên Kính ở Hào Vịnh nước Mỹ khai thác một kế hoạch đầu tư ở Trung Mỹ. Có phần của hai cho con ông không? À, nó nói vô cùng bao qua khoác lác, có nhiều chi tiết chưa nói rõ cho chúng tôi biết nữa. Thằng Lăng Thiên này ngày càng lộng hành rồi. Tôi nghĩ nó đang liên kết với Bạch Thiên Kính, tay không bắt sói, ăn tươi nuốt sống Kiều Thị, sau đó đẩy Kiều Tân Phàm đến chỗ chết, để cho nó mãi không có ngày hồi sinh. Hạ tổng mà, sao ông lại quan tâm tới sống chết của Kiều Tân Phàm vậy? Thằng Tân Phàm vì chuyện con gái tù rớt xuống biển nên tâm trạng rơi xuống đáy vực, nhưng giờ tâm trạng tốt trở lại. Con người của nó có một tinh thần không chịu bỏ cuộc, cho nên tôi cảm thấy nó biết tung tích con gái tôi. Giảng tình còn sống mà. Mạc Lăng Thiên từng ám chỉ với tôi, điều kiện của nó là muốn cổ phần Hoa Lãng của tôi. Muốn cổ phần Hoa Lãng? Tên tiểu tử này đúng là lòng tham không đáy mà. Tôi nghĩ nếu giảng tình đang trong tay của nó thì chẳng phải là hai người họ đã làm lành. Đối với Hạ chủ tịch mà nói, ông có ơn với nó là đại ân nhân của nó rồi, chắc nó sẽ không... Tên tiểu tử này giờ đã trở nên hám danh hám lợi, thay đổi rồi. Tôi thấy bây giờ giảng tình là nước cờ cuối cùng của nó. Kiều Tân Phàm nhất định sẽ bám chặt lấy nó, không để nó dơ sạch của Kiều Thị. Nhưng mà Mạc Lăng Thiên chắc đã chuẩn bị cách ứng phó khác. Ừ, đúng. Nhưng mà ông yên tâm, nếu như ông là Kiều Tân Phàm thì ông sẽ làm như thế nào? À, tôi sẽ lấy thân phận phó tổng giám đốc, mang hết dự án trên tay Mạc Lăng Thiên, tất cả để tự tay nó xử lý. Nhưng mà nếu làm như vậy thì cần có một vốn lớn để chống đỡ. Vậy nếu ông là Mạc Lăng Thiên thì sao? Tôi sẽ liên kết với những người có thể chuốc lợi lộc cùng đối phó với Kiều Tân Phàm. Nhưng mà nếu làm vậy, tài sản của nó sẽ bị đóng băng hết. Tôi cần các công ty khác tới để trợ giúp cho tôi. Nếu có người đàn bà còn tốt hơn ngân hàng, vừa trẻ vừa đẹp, gia cảnh giàu có, lại cô đơn lẻ loi thì sao hả? Ông đang nhắc tới Tịnh Viên phải không? Tôi hiểu rồi. Kiều Tân Phàm quay về là muốn giành mỏ vàng Tịnh Viên với Mạc Lăng Thiên. Nếu ai có được Tịnh Viên, người đó sẽ thắng. Đúng. Bây giờ chúng ta cứ im lặng để xem tụi nó sẽ đấu đá ra sao. Đứa nào thắng rồi tôi mới ra tay. Hạ tổng à, vậy thì kế hoạch Hào Vịnh của Mạc Lăng Thiên với Bành Thiên Kính thì... Cái đó tự tôi sẽ nghĩ cách để tôi thám thính. Ông chỉ cần giúp tôi trông chừng Mạc Lăng Thiên là được rồi. Chào Lai Tuyết. Đi làm chứ gì? Đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì bất thường không? Không có. Tin Mạc Lăng Thiên xấu xa, chắc sẽ rất lo cô và Kiều Tân Phàm tái hợp. Nửa đêm hắn có nhắn tin cho cô không? Có. Đêm qua khoảng 3 giờ hắn có nhắn một tin cho tôi. Hắn nói mọi thứ đều ổn, đừng lo quá khó ngủ, sẽ luôn ở bên em, Lăng Thiên của em.
không nói ra được. Vậy cô trả lời hắn chưa? Vẫn chưa, đang chờ chỉ thị của cô. Cô trả lời, nói trong cuộc họp hôm nay của Kiều thị, em sẽ cho anh câu trả lời cuối cùng, tình duyên của anh. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, lát nữa cô hãy xóa hết những tin nhắn cho cuộc gọi của tôi với cô, xóa sạch hết, không được để lại một chút dấu vết. Được rồi. Tôi đã làm một thẻ điện thoại mới rồi, sau này ta sẽ dùng số đó liên lạc với nhau. Cô đặt tên tôi thành giảng viên thôi hồi đại học đi. Lê Tuyết à, cô thật là tỉ mỉ. Lát nữa tôi sẽ dùng số điện thoại mới nói với cô, trong cuộc họp chỉ rõ lập trường của cô. Vậy chuyện này có cần cho Tân Phàm biết không? Nếu là người chung đường, có rất nhiều chuyện anh đã hiểu trong lòng rồi. Tình Duyên, em nói gì vậy? Anh nghe không hiểu. Em nói số tiền lần trước em bỏ vào Kiều thị em tạm thời sẽ không lấy ra, nhưng mà em đã thông báo cho ngân hàng tất cả số tiền liên quan em để trong công ty này đem đóng băng hết. Điều này không đem ra nói chơi được. Số tiền này là tiền cứu mạng của Kiều thị, sao có thể nói đóng băng là đóng băng? Đúng vậy cô Tịnh Duyên, Kiều thị đã ở trong thế dầu sôi lửa bỏng, cô làm như vậy không phải là đổ dầu vào lửa sao? Cô Tịnh Duyên, cô đóng băng tiền vốn vào lúc này thì sổ sách của Kiều thị quả thật là khó coi. Xin lỗi, lúc này tôi thật sự không thể nào suy nghĩ cho mọi người nữa. Còn nữa, tôi chuẩn bị xin nghỉ một tháng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không quay lại công ty. Chuyện của Kiều thị tôi tạm thời không tham gia, hy vọng mọi người tôn trọng quyết định của tôi. Chúng tôi luôn tôn trọng cô, nhưng mà số tiền này thật sự có thể cứu mạng của Kiều thị. Hơn nữa cô sắp kết hôn với Kiều tổng rồi còn gì. Hôn sự này tôi sẽ tạm thời gác lại. Tại sao vậy? Em đã quyết định rồi, xin tôn trọng quyết định của em. Anh muốn biết là tại sao vậy? Ngày nào không tìm thấy xác của Giảng Tình thì ngày đó em không kết hôn, em cũng sẽ không cứu Kiều thị. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây mở cuộc họp kín này là tại vì tôi muốn cho Kiều thị và Tân Phàm giữ lại một chút thể diện. Tình Duyên, cô quá đáng lắm. Anh hai đối xử với cô ra sao trong lòng cô hiểu rõ nhất. Bây giờ cô làm như vậy thật là vô tình vô nghĩa. Chính vì tôi đã quá hiểu rõ, nhưng là hiểu quá trễ thôi. Nếu như tôi hiểu sớm một chút địa vị của tôi ở Kiều thị, tôi nghĩ một đồng một cắc tôi cũng sẽ không bỏ vào đây. Tình Duyên, đột nhiên cô nói ra quyết định như vậy, tôi nghĩ mọi người không thể nào chấp nhận ngay được. Chúng tôi còn có thời gian để tính toán. Cuộc họp này tạm dừng ở đây đi. Tạ chủ tịch, việc hôm nay mà tôi đề xuất ở đây không phải là muốn các vị phê chuẩn, mà là tôi chính thức báo cho các vị tôi xin rút lui. Tình Duyên, có phải em có nỗi khổ gì không? Không có. Em chỉ không muốn sau khi mình cho hết tất cả, Hạ Giảng Tình lại ẵm đứa con của anh và cổ xuất hiện trước mặt em, kêu em rút lui. Em không vĩ đại như mọi người nghĩ đâu. Về nhà trước đi. Tình Duyên, anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể vào phòng làm việc anh nghỉ ngơi một chút không? Em có vài chuyện muốn nói với anh. Đương nhiên là được. Đi thôi. Tình Duyên, em xin lỗi. Em nghĩ mình vẫn còn có quyền lựa chọn. Em xin lỗi, lúc đầu không thương lượng với anh thì đã nói ra những lời đó rồi. Chẳng qua em muốn bản thân không có bất cứ con đường lui nào nữa. Không cần xin lỗi, anh chỉ không ngờ rằng em lại thẳng thắn như vậy.
Em có biết không, lúc nãy em thật sự rất là hấp dẫn. Em thật sự chịu không nổi rồi. Em hận Kiều Tân Phàm, em hận Kiều Thị, em hận Hạ Vãn Tình. Cảm giác của em anh hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà con hổ chết rồi để lại gia, em có biết là lúc nãy những chuyện em đã làm chỉ khiến cho Kiều Thị lúng túng một khoảng thời gian thôi. Nếu muốn để cho nó đi chầu Diêm Vương, chúng ta cần phải nghĩ cách khác. Anh có cách sao? Trên tay của anh có một dự án nước ngoài, chỉ cần anh ra tay, Kiều Thị nhất định sẽ chết. Anh đã có danh nghĩa của Kiều Thị, cả một bản kế hoạch, chỉ thiếu tiền vốn mà thôi. Không có vấn đề, anh cần bao nhiêu tiền em cũng có thể ủng hộ anh. Anh có thể xem điện thoại của em một chút không? Được chứ. Anh yên tâm chưa? Không phải là anh không tin em, chỉ là bây giờ có quá nhiều chuyện khiến anh không thể nào nhìn rõ được. Vậy bây giờ nhìn rõ chưa? Để cho công bằng, có phải anh cũng nên đưa điện thoại của anh cho em xem? Mạc Lăng Thiên, anh giỡn mặt với tôi phải không? Trong cuộc họp anh cũng không lên một tiếng. Anh có biết anh làm như vậy kế hoạch sẽ tan tành không? Vậy thì liên quan gì tới tôi? Đó là kế hoạch của mấy người mà. Không được đi. Hai người đúng là một đôi cẩu nam nữ. Mạc Lăng Thiên, tôi đã thấy bộ mặt thật của anh rồi. Cả thỏ cũng không ăn cỏ gian đường. Anh Dục có cần như vậy không? Cô có bệnh à? Biến ra ngoài cho tôi. Người cần biến đi không phải là tôi, là cổ. Không phải cô nói là yêu Kiều Tân Phàm sao? Sao lại cướp đi chồng của tôi hả? Ai là chồng của cô? Tôi sắp ly dị với cô rồi. Tôi bị mù nên mới gả cho anh đó. Kiều Tân Phàm bị mù nên mới đính hôn với cô. Xin lỗi, tôi không điên với cô. Ai điên hả? Tại sao anh hãy nghe xem. Từ hôm đầu tiên gặp em ở Kiều Thị, anh đã luôn nghĩ về em. Tân Phạm không dịu dàng với anh, chưa từng nói là dịu ngọt với em. Cần có bằng một ánh mắt của anh. Cô thấy có muốn ói không? Không biết nhục, hồ ly tinh. Cô biến ra ngoài cho tôi. Tôi không ra. Ra ngoài đi. Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi. Tôi không đi. Đi ngay đi. Tình duyên, tôi quá thất vọng rồi. Tôi nói cô nghe, Kiều Tân Phàm quả là mù khi tin tưởng cô. Kiều Thị cũng mù luôn. Đối với loại người như cô, tôi nói cô nghe, chỉ có hai chữ thôi, khốn nạn. Xong chưa vậy? Đê tiện, thất vọng. Đúng vậy, cô còn sống không? Còn sống, sáng nay tôi có đi ra biển, nhìn thấy cổ trôi trên biển đó. Sau đó tôi đã cứu cổ, bây giờ đang ở trong viện điều dưỡng. Vậy đứa bé trong bụng cổ có sao không? Bác sĩ nói là không sao. Tôi muốn nghe giọng nói của cổ. Xin chào chủ nhà. Tôi là Hạ Vãn Tình, xin đi lại với chồng của tôi. Ảnh là Kiều Tân Phàm. Là cổ đó. Để tôi kêu trợ lý của tôi liên hệ với ông nghe. Chỉ cần người không sao thì nhất định sẽ cho ông. Một tiếng sau tôi sẽ liên lạc với ông. Bạch Tổng, vụ đầu tư Hào Dịnh nhất định phải dùng danh nghĩa của Kiều Thị sao? Đương nhiên. Ở nước ngoài, Kiều Thị là doanh nghiệp có tiếng. Dùng thương hiệu của nó để móc nối với các công ty có tiếng ở Mỹ, rồi mở một cuộc họp báo quang minh chính đại, thì người Hồng Kông rất dễ mắc câu. Vậy tính toán sơ bộ, tôi có thể kiếm được bao nhiêu? Đầu tư biệt thự 10 triệu là có thể vào sân.
Cậu đoán xem có thể kiếm được bao nhiêu tỷ? Đợi khi họ phát giác đây là một trò lừa gạt, rồi truy cứu trách nhiệm pháp luật, tất cả đều quy cho Kiều Thị. Vậy nếu như dự án này tôi để cho Kiều Tân Phàm ký thì sao? Vậy cậu ta thật sự khó lòng thoát thân. Cậu cũng sẽ được chơi cao gối mà ngủ ngon. Hôm nay cậu ta về biệt thự Kiều gia lại còn khí thế hừng hực nữa, không làm chết cậu ta tôi thấy thật khó chịu. Bộ cậu không sợ cậu ta cản đi đường tài của cậu rồi chặn hết các dự án trong tay cậu hay sao? Ông yên tâm đi, tôi vẫn còn một núi tiền lớn ủng hộ cho tôi. Tới lúc đó, hai người đàn bà của Kiều Tân Phàm đều sẽ là của tôi. Vậy nha, lát nữa ta nói tiếp. Được thôi. Mạc Lăng Thiên, hẹn ba tôi lát nữa đi họp. Tôi đoán bọn họ muốn trước khi cậu có hành động gì lấy danh nghĩa của Kiều Thị khóa lại dự án Hào Vịnh. Tôi sẽ ký tên phê duyệt cho dự án này. Trước giờ các dự án Mạc Lăng Thiên đều làm gọn gàng sạch sẽ, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội hạ gục hắn ta. Mã Hằng đang ở đâu? Một tuần trước xin nghỉ phép năm về quê nhà có việc. Bây giờ chúng ta phải tìm cách gì tìm được ông ta. Với lại bây giờ tôi thực sự lo lắng cho Tình Viên. Quá trễ rồi, chỉ có cổ mới có cơ hội tiếp cận Mạc Lăng Thiên. Còn nữa, Mạc Lăng Thiên kêu cổ dọn khỏi Kiều gia để tránh sự nghi ngờ của Mạc Lăng Thiên. Tiền vốn của cổ tạm thời không thể cứu được bên đây. Chúng ta phải tìm cách để vượt qua ải tài vụ này, nếu không thì không chơi được nữa. Giảng Dương, Giảng Dương, Giảng Dương về nhà rồi. Bà chủ. Hả? Thiến Trường, con trai tôi Giảng Dương về nhà rồi. À, bà chủ à, bà lại gặp ảo giác à? Giảng Dương vẫn chưa về. Không phải ảo giác, Thiến Trường, Giảng Dương về thật rồi Thiến Trường. Không có ai gõ cửa. Bà chủ à, tôi dìu bà về phòng nghỉ ngơi nha. Tôi không đi. Giảng Dương từ nơi rất xa về nhà, tôi phải đi đón nó. Bà mau đi chuẩn bị cơm canh đi. Hả? Bà chủ, bà chủ à, bà chủ, hôm nay gió lớn rất dễ bị cảm lạnh. Nếu như bà ngã bệnh, ông chủ sẽ trách tôi. Bà vào nhà đi. Bà vào trong đi. Giảng Dương về nhà rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân của nó. Hả? Giảng Dương, nó về nhà rồi. Bà chủ à, bà coi kìa. Đúng là cậu Giảng Dương thật rồi. Giảng Dương, con trai về nhà rồi. Mẹ, có thật là Giảng Dương không? Mẹ, thật mà, con đã về rồi. Xin lỗi mẹ, là con bất hiếu. Đúng thật là con trai tôi về nhà rồi. Giảng Dương. Mẹ, con trai tôi về nhà rồi. Con trai về nhà rồi. Mẹ nhớ con chết đi được. Nè, nè,
Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ăn nhiều vô con. Mẹ, hả? Mẹ gấp cho con nhiều đồ ăn như vậy giống như là đang ở buffet vậy đó. Mẹ sợ là nhà này không giữ được con, nhắm mắt một cái con lại đi mất. Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều chút đi. Với tính cách của mẹ, đồ mẹ nấu mà ăn không hết rồi lại cất vào trong tủ lạnh lại phải ăn thêm một tuần rồi. Con à, sau này mẹ không xem điện thoại của con nữa đâu. Đồ ăn dư cũng không để lại cho Giảng Tình ăn. Con biết là con vô tâm, đi lưu lạc, điện thoại cũng không mở, cũng không lên mạng. Nếu không thì Giảng Tình cũng không tới nỗi như vậy. Mẹ, rốt cuộc mẹ có tin tức của Giảng Tình không? Con thật sự rất lo cho nó. Ngày nào mẹ cũng nhớ cho cá ăn. Mẹ, mẹ khoan nhắc chuyện cá đã. Con hỏi mẹ rốt cuộc Giảng Tình thế nào rồi? Mẹ chỉ cho ăn thức ăn cá, không cho ăn cá con. Thiến Trương là bà cho ăn cá sống, tôi nói rồi mà, Giảng Dương sẽ giận đó. Mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói đi. Rốt cuộc mẹ có nghe con hỏi cái gì hay không? Trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Giảng Dương à, bây giờ bà chủ còn đang bệnh, chỗ này của bà vẫn chưa được tỉnh táo. Mẹ con bị sao vậy? Sau khi cậu đi, bà chủ nhớ cậu nhớ tới, nhớ tới chỗ này có vấn đề. Bác sĩ nói bà ấy bị tâm bệnh, chỉ có thể từ từ điều tiết từ bên trong. Giảng Dương, cậu về nhà thật tốt quá. Sau khi cậu về rồi, bệnh của bà chủ chắc chắn sẽ khỏi mà. Mẹ, không phải con đã về rồi sao? Về nhà rồi, sẽ không còn đi nữa chứ? Dạ, con sẽ không đi đâu nữa. Mẹ đi lấy tiền. Mẹ, tiền gì vậy mẹ? Gì vậy mẹ? Mẹ hỏi qua Bồ Tát rồi. Mẹ cầu xin Bồ Tát, nếu như con về, mẹ sẽ đem tiền cho cậu ta, cho Kiều Tân Phàm. Mẹ đi lấy sổ tiết kiệm hả? Thiếm Trương à, Thiếm qua đây đi. Ba con chừng nào mới về? Ông chủ sợ đối mặt với bà chủ, mấy ngày hôm nay luôn là đi sớm về khuya. Được rồi, Thiếm kể con nghe một cách đơn giản, sau khi con đi rồi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Dù Hào Vịnh tôi có nghe qua, nhưng hình như không có ai làm. Chỗ đó vắng, giao thông lại không được thuận tiện, không hề nghe qua doanh nghiệp nội địa có hứng thú với nó. Từ sau khi cơn bão tài chính, bất động sản bên Mỹ không được tốt lắm. Rất nhiều công ty bất động sản vừa và nhỏ ở Mỹ cũng đều muốn hợp tác với người có quan hệ trung lưu. Tôi nghe Mạc Lăng Thiên nói, hình như chính phủ bên đó sẽ phát hành một loạt chính sách xuất cư để thúc đẩy sự phát triển xung quanh Hào Vịnh. Tôi không có nghe qua. Mạc Lăng Thiên dẫn tôi đi ăn cơm với người của Bành Thiên Kính bên đó. Bên Mỹ có một công ty gọi là công ty kiến trúc Á Sâm, gửi mấy chuyên gia qua bên đây, tư liệu rất là tường tận. Tôi đã nhập toàn bộ kế hoạch vào USB, anh đem về xem thử đi. Hồng Chính, bên Mỹ anh có quen biết, anh qua giúp tôi xác thực một cái, rốt cuộc là có chuyện này hay không? Không thành vấn đề, để tôi về tìm chuyên gia nghiên cứu kỹ càng hơn. Cảm ơn. Tân Phạm à, lúc nhà cậu xảy ra chuyện, tôi không có ở đây. Xin lỗi, tôi không giúp được gì. Không có gì, cũng đã là quá khứ rồi. Nè, nhưng mà theo tôi thấy, nếu như mà dự án này có liên quan với người của Bành Thiên Kính ở bên kia thì cậu nên cẩn thận. Vụ miếng đất lần trước ở Hồng Kông đã là một bài học đắt giá rồi. Nói thật lòng, thật ra tôi biết vụ này nhiều khả năng là một cái bẫy, nhưng mà tôi vẫn phải nhất thiết để nó xảy ra, vì chỉ có như vậy mới có thể tóm được chứng cứ phạm tội của Mạc Lăng Thiên. Nếu như mà Mạc Lăng Thiên không mắc mưu, một khi có chuyện thì dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó rửa sạch tội. Tôi cảm thấy cậu ta tuyệt đối không làm người chịu trách nhiệm pháp luật cho dự án này đâu. Dự án này ngoài tôi ra không một ai có thể chơi với Mạc Lăng Thiên. Đã đến lúc này rồi, có thể giữ thân hay không, không còn là vấn đề lớn nữa. Được,
Các cậu làm việc ở phía trước, tôi ở phía sau, nhất định ủng hộ các cậu hết sức. Muốn tiền hay muốn người, tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho các cậu. Có câu nói này của anh thì tôi đã biết. Tôi không quen nhầm người bạn nha. Là anh em với nhau không cần phải nói như vậy đâu. Lúc cậu có chuyện tôi không ở đây, bây giờ tôi đã về rồi, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ cho cậu. Hơn nữa, tập đoàn Kiều Thị, dự án của Mạc Lăng Thiên tôi cũng có đầu tư. Nếu như nói Kiều Thị thật sự bị thay gia đổi chủ, với tôi mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Yên tâm, tôi sẽ không mang tiền của anh đổ ra biển đâu. Cho dù sau này không có tôi, không sao. Có A Sáng ở đây, bây giờ cậu ta đã là chủ tịch của Kiều Thị rồi, cậu ta có thể giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề. Anh đi đâu về vậy? Sao em gọi cho anh không được? Có gì à? Tình Duyên muốn dọn đến khách sạn ở. Em muốn làm gì? Là Mạc Lăng Thiên muốn em dọn ra khách sạn à? Nếu như anh là hắn, anh có yên tâm để cho bạn gái sống chung với hôn phu trước cùng một mái nhà không? Em không được đi. Mạc Lăng Thiên đã kêu tài xế đợi em dưới lầu rồi. Nhưng lúc bà nội còn ngủ, em lặng lẽ mà đi, đừng ảnh hưởng đến người khác. Em không được đi. Đừng làm rối kế hoạch của em, cũng đừng làm rối những sắp xếp của em. Anh chỉ biết là anh không thể để em mạo hiểm như vậy. Cục diện bây giờ đã không phải là anh với em có thể khống chế được. Anh yên tâm, hắn sẽ không ép buộc em đâu, cũng không chặt đi đường tiền tài như em. Chỉ cần em cho hắn nếm một chút vị ngọt thì hắn sẽ có cảm giác an toàn. Có lẽ hắn sẽ không làm những chuyện gây nguy hiểm đến em. Vậy nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, em muốn anh làm sao tha thứ cho mình đây? Em biết là anh quan tâm em, nhưng không phải là em trả ơn cho anh, mà em trả ơn cho Giản Tình. Hôm đó trong phòng của Mạc Lăng Thiên, em nghe thấy giọng của Giản Tình trong điện thoại. Em đã cảm thấy bước đi này của em đi rất là đúng. Cổ đã từng cứu em, bây giờ là lúc cổ cần em nhất. Với lại chỉ có em mới có thể tiếp cận Mạc Lăng Thiên. Chỉ cần tìm thấy Mã Hằng thì chắc chắn tìm thấy Giản Tình. Vì Giản Tình, em quyết phải làm chuyện này, bằng không em sẽ không tha thứ cho bản thân mình được. Không được. Em không được đi. Anh đừng có cản em. Tịnh Duyên, việc sai lầm lớn nhất mà cả đời tôi làm chính là bước vào cổng của Kiều gia mấy người. Tịnh Duyên, tin nhắn của ai vậy? Mã Hằng báo rằng Hạ Giản Dương đã về Hạ gia rồi. Nếu như là Giản Tình quay về thì đối với anh chắc chắn là chuyện vui rồi. Cô sống hay chết, anh đã không còn quan tâm nữa. Em làm sao tin anh? Chào anh chị, xin lỗi, chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi. Đã 12 giờ rồi, tính tiền cho tôi. Dạ, không cần, trực tiếp ghi vào tài khoản phòng tôi đi. Dạ được. Bây giờ khuya lắm rồi, sáng mai anh lại phải họp, anh nghỉ ngơi sớm nha. Được rồi, vậy anh đưa em lên lầu. Em muốn xem, anh sợ sao? Tụi em thôi. Mã Hằng cô cô. Ai là cô cô vậy? Không quan trọng. Sau này người này gọi tới, anh sẽ đợi cúp máy. Mã Hằng là trợ lý của anh sao? Sao mà nhắn tin với anh còn nhiều hơn cả Lai Tuyết nữa? Ờ, đúng vậy. Đây là vì chuyện công việc mà. Sao vậy? Điện thoại của đàn ông em cũng ghen à? Em còn chưa xem xong nữa. Cũng là tin nhắn của đàn ông thôi, không có gì đáng xem đâu. Anh đưa em lên lầu nha. Ừ.
Anh đưa em tới đây được rồi. Cũng được. Anh mau về ngủ sớm đi. Còn nữa, cuộc họp ngày mai không được để thua Kiều Tân Phàm. Anh phải nhớ là em đã ủng hộ anh như thế nào mới có thể giúp anh đánh thắng trận này. Ủng hộ như vậy sao? Vậy em về trước nha. Ừ. Phải luôn nhớ về em đó. Con về rồi. Về rồi à? Về rồi là tốt. Sao hả? Còn muốn xếp hàng bắn pháo bông sao? Con không có ý như vậy. Con nghe thím Trương nói dạo này ba tâm trạng không được tốt. Con sợ ba gặp con rồi sẽ kích động, sẽ ảnh hưởng tâm trạng của ba. Đừng nói chuyện này trước. Dọn dẹp đi, chúng ta đến Hòa Lãng. Ba có nhiều chuyện muốn nói với con. Ba, con không có hứng thú nói chuyện làm ăn với ba. Giảng Tình mất tích rồi, đám bạn của con đều trong đội lặn, xem có giúp được gì không. Cũng đã qua 72 giờ hoàng kim rồi, còn có cách nào nữa. Mau đi đi. Ba, Giảng Tình nó dù sao cũng là con gái của ba. Lúc trước ba vì sự nghiệp, vì làm ăn, ba ép nó đến con đường này. Không lẽ ba không hề muốn làm chút chuyện cho nó sao? Con ý của con là sao? Con đang phê bình ba có phải không? Con muốn ba nói với trời, với đất, với biển là ba sai sao? Không lẽ một chút sai ba cũng không có à? Ba sai ở chỗ nào? Ba sai ở chỗ nào? Ba làm như vậy cũng chỉ vì tụi con, chỉ vì Hạ gia. Cái con giận hờn một chút, cái con xách dép lên là có thể đi, nổi điên xong là có thể về. Còn ba hả? Còn ba, lúc ba có nỗi buồn thì ba có thể nói với ai? Mạng của ba không tốt thưa các con. Ba phải cắn răng chịu đựng mọi khổ cực để gánh vác cái nhà này, không để cho nó ngã xuống, để các con về có chỗ để che mưa che gió. Ba làm như vậy, ba làm sai sao? Hà Giảng Dương bà nói con nghe, chờ đến một ngày, có một ngày con giống như Kiều Tân Phàm, không còn một đồng xu ở trong người, lúc đó con không còn cái gì hết, không còn nhà để về, thì con sẽ biết ai đúng ai sai. Tân Phàm hôm nay biến thành như vậy, Kiều Gia hôm nay biến thành như vậy, không phải là do một tay ba mà cho sao? Làm sao ba có thể đem tình người quăng đi một bên? Không lẽ ngay cả một chút sám hối ba cũng không có à? Ba sám hối cái gì? Ba không cần thiết. Ba không cần thiết, đúng, bây giờ ba không cần. Nhưng sau này ba thì sao? Đến sau này khi ba đã lớn tuổi rồi, không còn dễ dàng nữa, công ty cũng không cần ba bận tâm, tất cả xã giao cũng không cần ba đến dự, sự nghiệp đã từng được ba tự hào cũng đã có người kế nhiệm. Vậy ba có nghĩ qua, có rất nhiều người thân ở bên cạnh ba cùng ba qua quãng đời còn lại, như vậy không tốt sao ba à? Ba không cần. Ba không cần. Ba không cần người nào hết. Ai đến ai đi ba cũng không cần. Không cần thiết. Ba bị sao vậy? Hả? Không sao. Tại ba sao trúng vậy? Ba không sao. Để con đưa ba đến bệnh viện khám nha. Ba không đi. Ba nghe con đi, chúng ta đi. Ba không đi. Ba nghe con đi, chúng ta đi. Hạ chủ tịch à, bệnh của ông là chứng Parkinson. Bác sĩ à, đây là
bệnh lão hóa phải không? À không, đây là hai loại bệnh hoàn toàn khác nhau. Chứng Parkinson là một loại thần kinh mất điều chứng, làm cho tế bào thần kinh phát sinh thoái hóa. Sức khỏe của ba tôi vốn rất khỏe mạnh, gia đình chúng tôi vốn không có bệnh di truyền. Chuyện này rất khó giải thích. Nguyên nhân căn bệnh này á, ngoài việc tổ chức não thoái hóa, khiến một số phân tử truyền đạo của hệ thần kinh suy giảm số lượng, khiến cho bệnh nhân không thể khống chế hoạt động bình thường, và việc thường xuyên sử dụng thuốc an thần phân lượng lớn, thậm chí khiến mạch máu não tắc nghẽn, cũng chính là nguyên nhân gây nên chứng bệnh này. Vậy tiếp sau đó sẽ như thế nào? Bệnh nhân có thể bị tình trạng tay chân cơ thịt rung mạnh, thậm chí cơ thịt cương cứng, cài nút áo hay là viết chữ cũng sẽ gặp khó khăn. Việc giữ thăng bằng cơ thể cũng gặp vấn đề. Thưa chị, ba, ba, 不好意思啊，爸。